sắp tới chuyện tình cảm của bạn thế nào? Nếu như bạn nhìn thấy video này, có thể thông điệp dành cho bạn. Trong trải bài các bạn, có những lá bài sau đây, 7 kiếm. Và kế tiếp nữa, lá bài thứ hai, các bạn sẽ có lá bài là nữ hoàng kiếm. Và lá bài cuối cùng, lá bài thứ ba sẽ là lá bài 2 ly. Đây là một lá bài đẹp. Và sau đây mình xin giải trải bài cho các bạn. Và bản chất của vấn đề xảy ra khi lá bài 7 kiếm này xuất hiện, đây là một cái sự lừa dối và phản bội. Nó cho thấy một cái sự khó khăn trong việc cố gắng chiếm lấy một thứ gì đó rồi bỏ trốn để không bị phát hiện. Có dấu hiệu là một trong hai bạn đã làm một cái chuyện gì đó mờ ám sau lưng người khác để thỏa mãn cái tham vọng của mình, và cảm như là một trong hai bạn cảm thấy là cái sự gian lận này được cần thiết để đạt được chiến thắng một cách điều dễ dàng. Tuy nhiên mà các bạn phải lưu ý đến cái hậu quả mà các bạn phải gánh lấy khi mọi việc được bại lộ. Bởi vì con đường ngắn không phải lúc nào cũng là tốt. Đôi khi những gì gặp gền khó, nó lại tốt hơn cho các bạn rất là nhiều. Và trong tình cảm các bạn, có một cái điều gì đó, có một cái sự phủi bỏ trách nhiệm, trì hoãn, khiến cho cái mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Bởi vì hai việc các bạn đối mặt, thì các bạn không có đối mặt, mà các bạn trốn chạy. Một trong hai người cảm thấy là mình không muốn ở trong mối quan hệ này nữa, muốn bỏ đi một mình, muốn khám phá những cái điều gì mới mẻ, bởi vì họ tin rằng có gì đó sẽ hơn khi mà ở lại trong mối quan hệ này sẽ không được gì hết, mà ở ngoài cái biển khơi mà sẽ nhiều cá hơn, những cái mối quan hệ khác sẽ tốt hơn. Nhưng mà cái họ quên rằng cái điều này sẽ khiến cho họ hối hận sau này. Và mối quan hệ của các bạn ở một số người thì lá bài này cũng đại diện cho một cái kẻ thù giả dạng là bạn bè, một biểu thị bên thứ ba đang cố gắng khuấy động mối quan hệ của các bạn, khiến cho tình cảm bị lung lay rất là nhiều. Do đó một người thì cố gắng thao túng tâm lý người kia hơn là trung thực hoặc thẳng thắn những cái cảm xúc chính của họ đang diễn ra như thế nào. Do đó trong mối quan hệ yêu đương này, hy vọng là các bạn phải chống lại cái sự ham muốn về trò chơi của đối tác, bởi vì khiến cho các bạn rơi vào cái sự thao túng tâm lý của người ta. Các bạn hãy nên nhớ là các bạn phải tạo dựng cái niềm tin là điều quan trọng nhất trong tình cảm, thay vì các bạn từ bỏ hoặc chính các bạn cho phép mình làm tổn thương người khác là không có được nha các bạn. Hãy sử dụng trí thông minh cũng như sắc bén của mình để mình làm sao để cho tình yêu mình có giá trị, làm sao tình yêu mình thăng hoa, chứ không phải để mình đối đầu với người yêu mình để khiến cho người yêu mình tổn thương là điều các bạn không nên làm. Bởi vì có một sự gian dối ở trong đây, mà các bạn nên nhớ cái sự gian dối này không bao giờ mà thoát khỏi cái sự phát hiện của vũ trụ, của năng lượng hết các bạn. Bởi vì cây kim trong bọc lâu ngày nó cũng sẽ lòi ra thôi. Do đó chúng ta phải nên sống chánh niệm, sống một cách tích cực nhất, luôn luôn sống là lương thiện là cái điều các bạn hãy đem lên hàng đầu. Nguyên nhân của vấn đề này là như thế nào? Là do các việc các bạn không học hỏi từ những bài học của quá khứ, hoặc chính các bạn không có tha thứ cho những cái nỗi đau trong quá khứ luôn, mà các bạn sử dụng cái nỗi đau như là một cây gậy để các bạn đánh bại cái người yêu của mình. Đây là một điều cho thấy là cái sự trưởng thành các bạn không có được đặt lên cao về mặt cảm xúc, cũng như các bạn không biết sử dụng những cái bài học khi xưa để làm tốt hơn cho tình cảm hiện tại, mà các bạn cảm thấy là các bạn muốn cái gì đó khiến cho người yêu của mình đau khổ bởi vì những cái lời nói cũng như cảm xúc khiến cho họ bị tổn thương rất là nhiều. Cái việc mà mất mát tổn thương mà các bạn đã gây ra chính là một cái lời biện minh để cho các bạn kéo người khác xuống. Do đó các bạn phải thấy được là mình phải cần cái sự đồng cảm với người khác. Hãy tránh kiểm soát người ta, hãy tránh chỉ trích gay gắt với người yêu các bạn.
Bởi vì nếu các bạn cứ gay gắt như vậy á, các bạn sẽ trở nên thô lỗ và rất là tiêu cực. Các bạn hãy sống trung thành, cũng như là các bạn hãy làm chủ cảm xúc của các bạn, bởi vì nó sẽ giúp cho các bạn có một cái tình yêu thực sự. Bởi vì một cái phẩm chất cần có là một phẩm chất biết đương đầu với những khó khăn, biết yêu thương, chứ không phải là một người sợ độc thân, muốn chiếm hữu, cảm thấy là mình cần phải là thao túng tâm lý người ta là không có được. Và có dấu hiệu là có một người phụ nữ đã can thiệp vào trong mối quan hệ của hai bạn, gây ra rắc rối này. Mình mong là các bạn phải kìm nén cái nỗi đau trong quá khứ, cái điều đã ngăn cản các bạn mở lòng hoàn toàn, và các bạn phải trở thành một đối tác yêu thương, trung thành và tốt bụng, bao dung nhiều hơn. Khi mà các bạn biết mình điều khiển cảm xúc của mình, các bạn không có nghiêng về cái khâu mà chỉ trích đối tác của mình. Các bạn biết sự lời nói yêu thương, các bạn lợi dụng lời ái ngữ, biết lắng nghe, thì từ đó các bạn mới có được tình cảm của họ mà thôi các bạn. Và lá bài cũng chỉ ra rằng có thể các bạn đã trải qua những cái tổn thương hoặc những cuộc chia ly cay đắng. Bạn cảm thấy rất bi quan và tiêu cực, có thể là thù hận về những cái tình cảm khi xưa mà các bạn không có thể thay đổi được cái gì quá khứ. Nhưng mà chúng ta có thể thay đổi cái quan điểm của chúng ta về chuyện đó. Thay vì các bạn cứ đau khổ thì các bạn hãy tìm cái bài học trong đó ra các bạn. Các bạn cần phải cho mình có thời gian để các bạn hàn gắn cái nỗi đau đó. Hãy giải tỏa nỗi đau bằng cái bài học có được, chứ không bằng sự tức giận của mình. Khi ban trong mình sự tức giận, cái sự tiêu cực, thì các bạn sẽ sẵn sàng trút nỗi giận của mình vào người khác. Khi đó cái người vô tội chính là cái người yêu các bạn. Thì các bạn phải nhớ rằng những gì xảy ra các bạn không thể thay đổi được, nhưng các bạn sẽ học hỏi từ nó và sử dụng nó để trở thành một người tốt hơn, một người thay đổi theo hướng tốt hơn hẳn, chứ không phải là một người sống trong tiêu cực, một người sống trong thù hận. Bạn đừng để cho cái nỗi đau này giết chết bạn, làm cho bạn không có được tình yêu. Hãy sống tích cực hơn, đừng để cho những cái gì tồi tệ, tiêu cực nó bao phủ lấy bạn một lần nữa. Đừng trút nỗi buồn của bạn vào người khác, bởi vì bạn có quyền lựa chọn cách mà các bạn sống, cách mà các bạn trải qua, tất cả đều cho chúng ta lựa chọn. Nếu các bạn chọn sống tiêu cực thì mãi mãi các bạn sẽ trở nên tồi tệ và các bạn sẽ không thấy được ánh sáng đâu các bạn. Khi mà các bạn quyết định đứng dậy, các bạn học hỏi từ những cái bài học khi xưa và sử dụng nó để thành vũ khí, trở thành người tốt hơn, thì bạn sẽ thay đổi cuộc sống này theo một hướng rất là tốt đẹp. Khi lá bài hai ly này xuất hiện, thì nó cho thấy cái người này là cái người rất đồng điệu và tâm hồn. Cho đó các bạn phải làm sao, các bạn đừng có chần chừ nữa. Bởi vì đây là cái người mà sẽ đem lại cái sự may mắn trong chuyện tình cảm cho các bạn. Hai bạn thật sự có sự kết nối rất mật thiết về tâm hồn cũng như cảm xúc. Đây không phải là một kiểu mối quan hệ nóng dội. Cho đó các bạn hãy chậm rãi cảm nhận những tình cảm tuyệt đẹp này. Điều này sẽ khiến đối phương hiểu được rằng bạn thực sự là nghiêm túc. Khi mà các bạn biết tìm sự cân bằng và hài hòa trong chính các bạn sống đúng với các bạn sâu sắc hơn, các bạn quan tâm. Bởi vì các bạn hiểu được rằng tình yêu là sự kết nối với hai tâm hồn. Chúng ta phải tìm những cái điểm chung. Chúng ta có những cam kết, chúng ta có những đam mê về mặt thể xác. Chúng ta có thể chia sẻ về những cái buồn vui trong cuộc sống này. Thì khi đó các bạn sẽ đạt đến một trạng thái là một tình yêu bền chặt. Và bạn sẽ thu hút cái người đó rất là nhiều. Bởi vì nó biểu thị một sự hội ngộ với một người ở trong quá khứ rất là nhiều nha các bạn. Đại diện cho một cái tình cảm lãng mạn đang nở rộ trở lại, một lời đề nghị về một mối quan hệ với một người mà bạn đã biết trước khi xưa. Bởi vì đây là một sự kết hợp rất hoàn hảo, nó là điềm báo tuyệt vời chỉ rằng mối quan hệ các bạn sẽ được hài hòa và yêu thương. Chỉ khi nào các bạn trở nên sâu sắc và biết sống cho người khác nhiều hơn,
biết bao dung và yêu thương. Đây là một điều chúng ta cần phải tìm thấy trong một mối quan hệ, một sự hòa hợp, cân bằng, bình đẳng, kết nối, và chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta phải tìm thấy cái sự tâm giao ở đây, một lá bài rất là tích cực, một lá bài sẵn sàng cho sự bình đẳng và cân bằng ở hai cả hai luôn các bạn. Bạn phải yêu thích và người ta phải yêu thích bạn luôn. Một nơi không có sự chỉ trích, không có những lời nói mà gây tổn thương cho nhau. Mối quan hệ này chắc chắn là một mối quan hệ rất là sâu sắc và ý nghĩa dành cho cả hai. Thì mình thấy một cái tình cảm rất là đẹp diễn ra nếu như các bạn chịu nhìn thẳng vào chính mình, không hề e ngại nói lên cảm xúc của mình, đó là nói yêu thương nhất có thể, sống đúng với chính mình, thấy được những bài học trong quá khứ, thì từ đó chúng ta tìm ra những cái giải pháp để cho những cái mối quan hệ các bạn bớt căng thẳng, bớt đau khổ. Nơi đây chỉ có tình yêu hạnh phúc diễn ra, một mối quan hệ mạnh mẽ, mang lại sự tích cực trong cuộc sống cho cả hai. Và thông điệp của Oso muốn gửi đến các bạn là gì? Đó chính là sự trưởng thành. Khi mà lá bài này xuất hiện, nó đây là một cái món quà của vũ trụ muốn gửi cho các bạn. Bởi vì khi mà các bạn cân bằng được nội tâm của mình, trong nội tâm các bạn đông đầy bởi hoa, lá, những chất liệu của mùa xuân nở rộ trong chính bản thân của mình. Lúc mà bạn cảm thấy là mình vui thích với cái sự phát triển tinh thần của mình, nơi mà các bạn sẽ thấy được là ánh sáng của sự tích cực, nơi mà các bạn biết được là cái ánh sáng của những cái loài hoa, những cái điều mùa xuân là những nơi mà những cái hội tụ của sự yêu thương, những cái hội tụ những niềm vui, nơi mà cái gì đó nó ban mai đưa đến cho chúng ta những cái niềm vui rất là mới, những cái trải nghiệm thực sự mới của mùa xuân, thì các bạn sẽ tái sinh. Nơi đây các bạn sẽ thấy được là khi mà cái mùa xuân thực sự trong cuộc sống của bạn là chính các bạn phải sống chính với bản thân của mình, phải để cho nó hiện hữu ở trong chính con người các bạn. Bạn thấy bản thân của mình rất là nhiều điểm tích cực nè. Các bạn khi mà các bạn thấy được sự tích cực, các bạn không có chỉ trích, các bạn sống bao dung hơn, thì đó chính là cuộc sống các bạn. Những cái bông hoa sẽ tiếp tục nở rộ trong tâm hồn của các bạn rất là nhiều. Khi đó các bạn sẽ kết nối với người khác. Đây là một trải nghiệm thực sự rất đẹp nếu như các bạn nắm bắt được cơ hội này. Bởi vì không có sự phân biệt giữa cỏ và hoa, bởi vì chính bản thân của bạn là cái điều tích cực chứ không phải là cái điều tiêu cực. Tất cả đều do các bạn lựa chọn mà thôi. Căn bản cuộc sống này do bạn, bạn muốn đông đầy hay các bạn muốn vơ đầy là do bạn quyết định. Thành công hay vận may, tình yêu hay không tình yêu là do chính bạn lựa chọn. Do đó các bạn hãy sống hết mình với những điều tốt đẹp nhất, thì nó sẽ đem lại cho các bạn kết quả rất là tốt. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Và xin gửi niệm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.